Chào các bác xem video. Video chia sẻ cho các bác một loại thuốc trợ dẫn, trợ lực có tên là thần điêu. Đấy, thần đại bàng đấy ạ. Chai 100ml. Thuốc này có thể pha chung với thuốc trừ cỏ, trừ sâu, trừ nấm. Pha tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật các bạn nhé, kể phân bón lá. Để tăng hiệu lực thuốc, loang chải, dẫn thuốc, thấm sâu. Chúng ta pha chung với những thuốc những côn trùng khó trị như là nhện đỏ này, đẹp sáp chẳng hạn. Các bạn chỉ thuốc thông thường thì nó hiệu quả không cao đâu. Đẹp sáp và nhện đỏ nó không chết sạch, nhưng mà khi chúng ta pha thuốc trừ dẫn này vào, pha thuốc thần điêu này vào thì chúng ta quan sát là sâu rầy nhện nó lâu có lại và rất là sạch. Để chứng tỏ rằng cái chất bổ trợ thần điêu này nó rất là hiệu quả. Nó làm thuốc của chúng ta tan tốt hơn, thấm sâu hơn, ít bị rửa trôi khi trời mưa và hạn chế bốc hơi. Và quan trọng nhất là nó ngấm vào mảnh lá rất là nhanh các bạn, nó loang chảy đều ra. Vừa rồi tôi có đăng clip trừ được thần hổ, các bác nào theo dõi cũng biết rồi. Các bác mua hộ rất là nhiều và bán rất là chạy. Nhưng mà hiện nay thì do dịch và nguyên liệu cũng khó nhập, hàng không đủ cung ứng, thì chúng tôi đã nghiên cứu sang một loại thuốc trợ dẫn khác mạnh hơn nữa, mạnh hơn cả thần hổ, là thần điêu. Đây, làm tăng hiệu lực thuốc của thực vật, phân bón, thuốc trừ cỏ, chai 100ml. Hoạt chất của nó là, tôi đọc kiểu tiếng Việt các bác nhé, polakilenoxit monohexahy. Nói chung là tên nó rất là dài các bạn. 100% thành phần là nguyên chất nhé, không có phụ gia. Hoạt chất là nguyên chất của chất trợ lực. Thì đây là một loại phụ gia của thuốc về thực vật. Những công ty nào mà bỏ cái chất này vào ấy, thì giá thuốc này rất là cao. Nhiều bác thì không hiểu và thuốc cao không mua. Còn những công ty nào không bỏ cái chất trợ dẫn này vào ấy, thì thuốc rất là rẻ, nhưng mà chúng ta phun nó hiệu quả là kém. Và cũng tùy công ty sản xuất được cái này các bác nhé, không phải công ty nào cũng làm được. Đây là một phụ gia của thuốc, người ta sẽ không công khai. Chỉ có những ai hiểu thì chúng ta dùng thì nó tăng cao hiệu quả chúng ta sử dụng thuốc thực vật lên nhé. Những công ty mà cho những chất trợ lực này vào trong thuốc ấy, thuốc nó hiệu quả quá thì người ta đã không bán được hàng. Tại vì là các bạn sử dụng nó hiệu quả thì các bạn đâu phải xịt tiếp những cái lần mà tiếp theo đâu. Ví dụ các bạn xịt thuốc nó hiệu quả nhá, nó phải được 12 đến 15 ngày. Thì tầm khoảng 12 15 ngày các bạn mới xịt lần nữa. Còn nếu mà các bạn dùng thuốc không hiệu quả thì 3 ngày các bạn phun một lần. Đấy, các bạn là phun xong không hiệu quả ra vườn nóng ruột, xong bắt đầu lại thuốc khác phun vào. Phun như vậy là sẽ bị ngộ độc cây trồng, tốn kém, cũng như là nó không cho cây nghỉ. Thì khi chúng ta pha thuốc trợ dẫn này vào, nó làm tăng quả thuốc lên, loang chảy đều, thấm sâu, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được công phun. Bây giờ tôi sẽ làm một video test thực tế để cho các bác xem. Các bác xem kỹ video để đối chứng thực tế. Đây là một cái bình tôi đã chuẩn bị nước trong này, là không có thuốc về thực vật nhé, không có thuốc trừ được thần điêu này, không có gì hết, nước trắng. Đây là một cái bình 16 lít nhưng mà tôi đổ có nửa bình là 8 lít thôi. Để tí tôi xịt cho cây trồng, tôi sẽ đổ cái chất trợ lực thần điêu này vào. Để tôi phun lên hai cái lá chuối này. Đó. Thế ok, bây giờ theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì một chai này 100ml này chúng ta pha được 400ml nước thì nó khoảng 5cc cho bình 16-20ml. Thì bình này 8 lít tôi sẽ lấy khoảng cho 3cc nhé. Đối với những bác mà dùng ít ấy, dùng bình nhỏ thì chúng ta có thể dùng cái cc này, cái xi lanh này. Đấy, một khóc là 1cc. Tôi sẽ lấy khóc thứ 3 này để cho bình 8 lít để thử nghiệm thực tế cho các bác coi. Tôi sẽ hút nhé. Đang làm clip mà các bác gọi vào rất là nhiều. Các bác xem video của tôi thấy là nông dân gọi vào rất là nhiều nhé.
Đó. Đây, tôi sẽ lấy 3cc nhé. Thuốc trợ lực thần điêu, thần đại bàng. Đây. Tôi sẽ bơm vào cái bình này. Rồi. Đây, các bạn thấy là nó đang tan rất là tốt, tự nó đang chảy vào nước nhé. Thậm chí là chúng ta sẽ không cần phải đảo, không cần phải quấy, nó sẽ tự tan ra. Và bây giờ tôi sẽ thử nghiệm cái bình 1,5 lít này, nước trắng, không có thuốc trợ lực thần điêu nhé. Tôi sẽ phun vào lá chuối, các bạn quan sát là bạn sẽ quan sát là khi phun thuốc nước trắng thì nó sẽ bám lên mặt lá chuối như nào. Mặt lá chuối, lá môn, một số loại lá nó rất là khó bám thuốc. Đây, bình thường chúng ta phun rất là sương nhé, nhưng mà nó vẫn có hạt nước trên lá chuối đúng không? Những cái hạt nước này, chính vì những hạt nước này các bạn, nó đọng trên lá chuối này, chúng ta phun thuốc là những cái hạt này nó sẽ ít thẩm thấu vào trong lá và nó bị rớt xuống đất. Hoặc là những cái hạt thuốc này nó sẽ bị dày thuốc lên, khi nắng chiếu vào khả năng cháy lá rất là cao, tại vì nước chúng ta nó không có độ loang trải nhé. Chúng ta phun đâu thì nó bám đấy, và thuốc về thực vật thông thường nó cũng không có cái chất trợ dẫn này thì nó không thể loang trải được các bạn, nó sẽ đọng như này. Đó, các bác có thể mua thuốc trợ lực thần điêu này để chúng ta sử dụng thực tế luôn, chúng ta so sánh. Đó, nó không có loang trải nhá. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái bình này, có dùng một thuốc trợ lực thần điêu. Rồi, tôi sẽ bơm sang cái lá chuối bên phải nhá, chỉnh cái béc cho nó xương cái. Rồi. Các bạn có thể so sánh đây, nó không có cái hạt nước, nó rất là mịn các bạn. Khi vào phân tử nước nó sẽ giãn ra và tan ra. Còn bên này các bạn thấy đây, chỗ thì khô nhá, chỗ thì hạt không à, toàn hạt nước rồi. Đấy, này nha, tôi sẽ phun thêm nước vào đây cho các bạn xem. Vòi béc rất là sương nhá. Đấy, các bạn quan sát là thấy có những hạt này, hạt nước này. Đấy, chúng ta phun những thuốc thông thường thì nó sẽ không loang trải được, nó sẽ rớt lên đất, hoặc là nó không ngấm đều vào mảnh lá cây được nên là thuốc hiệu quả không cao. Còn khi chúng ta dùng thuốc trợ lực này, thần điêu này pha với nước này, đấy, cộng theo nước nó đã không còn hạt nữa, nó loáng như này, mịn như vậy thì nó không bị rửa trôi hoặc là nó bị rớt, nó thấm sâu vào mảnh lá. Đây là chất trợ dẫn nhé, làm tăng hiệu quả thuốc của thực vật, thuốc cỏ, thuốc sâu, thuốc nấm, phân bón lá. Nói chung là pha chung với thuốc của thực vật rất là hiệu quả. Đấy, qua video các bạn có thể nhìn thấy đối chứng này. Đây, đấy, các bạn thấy nước nó chảy xuống này. Đó, nước nó chảy xuống nha, hết hơn một nửa thuốc nha. Hơn một nửa nước nha, nếu chúng ta pha với thuốc là nó mất hơn một nửa thuốc rồi. Còn cái này này, cái này là nó bám dính trên lá các bạn ạ. Đó, thấm sâu vào nó không có bị chảy ra nước xuống. Đây nha, tôi phun phun tiếp cho các bạn xem này. Đó, nó bóng chưa? Đây, phun thực tế các bạn nhé.
Đây. Chúng ta so sánh hai cái lá chuối. Đấy nha. Đấy, các bác xem được video này thì các bác đã đủ thấy là cái chất trợ lực thần điêu này nó dụng to lớn như nào, để giúp các bác sử dụng thuốc thực vật tăng hiệu quả cao lên, bảo vệ mùa màng tốt hơn, tiết kiệm công phun và ngăn chặn kịp thời những côn trùng kháng thuốc có trị nấm bệnh khó tiêu diệt. Thì khi chúng ta pha với thuốc trợ lực thần điêu này, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của bác nó sẽ tăng lên gấp 2 gấp 3 lần so với chúng ta không sử dụng. Nhưng bác nào biết được thì các bác dùng nhé. Còn những bác nào mà không biết được thì chúng ta dùng thuốc bảo vệ thực vật nó chưa được cao. Để cho người ta mà cộng sẵn vào trong tay thuốc ấy, thì nó giá thành rất là cao. Nhiều bác không hiểu sẽ không mua thuốc. Cho nên các bác nào mà biết thì sẽ pha bên ngoài để tăng hiệu quả thuốc lên. Các bác đại lý có thể liên hệ Shopline để chúng ta mua hàng cung ứng bán cho nông dân, để giúp bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho nó tăng hiệu quả. Còn những bác nào mà xem clip thì có nhu cầu có thể mua trực tiếp Shopline, số Zalo là 0967 800 229. Chúng tôi sẽ đóng hàng và gửi cho các bác dùng cho hiệu quả. Cảm ơn các bác.